mẹo tốt nhất về nhịn ăn gián đoạn giúp giảm cân nhanh chóng. Hôm nay em Mai sẽ chia sẻ với bạn mẹo tốt nhất cho kết quả giảm cân thông qua áp dụng nhịn ăn gián đoạn. Mặc dù em Mai từng đưa ra nhiều mẹo trước đó nhưng mà hôm nay em Mai sẽ tổng hợp những mẹo quan trọng nhất sẽ được chia sẻ đầu tiên. Nhiều người thực hiện nhịn ăn gián đoạn nhưng kết quả không như mong đợi do họ chưa biết những cái điều mà em Mai sắp nói tới đây. Nếu bạn đang áp dụng nhịn ăn gián đoạn, hãy làm đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất. Video này tập trung vào việc giảm cân, giảm mỡ, nhưng nhịn ăn gián đoạn còn mang lại nhiều lợi ích khác như xây dựng hệ miễn dịch mới, phát triển mô não, cải thiện tâm trạng, chức năng nhận thức, tập trung, trí nhớ và giảm viêm nhiễm, hỗ trợ cho các vấn đề như là tự miễn dịch, cải thiện vấn đề về dị ứng, hội chứng ruột kích thích, viêm khớp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thực hiện vì mục đích giảm cân. Mẹo số 1 hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong cơ thể khi bạn nhịn ăn, bạn không làm đói cơ thể mà đang bắt trước một cái trạng thái mà cơ thể chúng ta được thiết kế để thích nghi, không ăn quá thường xuyên. Việc nhịn ăn kích hoạt các gen tăng cường sự sống còn, không chỉ để tồn tại mà còn để chúng khỏe hơn. Điều này bao gồm việc thay thế các gen bệnh tật, gen ung thư, cải thiện độ nhạy của insulin, nguyên nhân chính khiến bạn tăng cân và khó giảm cân. Quá trình này khoa học gọi là autophagy hay còn gọi là quá trình tự thực. Đây là một công trình nghiên cứu của tiến sĩ người Nhật Yoshinori Osumi đã giành được giải Nobel y học vào năm 2016. Hiểu biết này rất quan trọng khi bắt đầu vì bạn không chỉ là một việc nhỏ mà đang thực hiện điều rất quan trọng. Tiếp theo mẹo số 2 là thêm bài tập cường độ cao xen kẽ, đó là các cái khoảng thời gian ngắn của bài tập cường độ cao xen kẽ với thời gian nghỉ ngơi hợp lý bạn thực hiện các bài tập toàn thân nhưng không quá lâu chỉ là các khoảng ngắn để giúp tăng hóc môn tăng trưởng lên 700% bạn sẽ đạt kết quả tốt hơn so với việc chạy bộ 45 phút với tốc độ vừa phải Hít sẽ giúp ích rất nhiều nếu bạn không phải là người tập luyện quá thường xuyên bạn thực hiện bài tập cường độ cao gián đoạn Hít 1, 2 hoặc 3 lần mỗi tuần và cho cơ thể nghỉ ngơi giữa các lần tập nếu tập liên tục mỗi ngày như một số người kết quả sẽ giảm sút vì bạn không có cơ hội phục hồi trong khi mọi kết quả đều xảy ra trong quá trình phục hồi chúng ta cần tạo ra kích thích rồi để cơ thể phục hồi và phát huy hiệu quả Kết hợp loại luyện tập này với nhịn ăn gián đoạn, chúng ta sẽ thấy kết quả tốt hơn. Mẹo số 3, sử dụng trà thảo mộc để tăng cường độ nhạy của insulin. Việc giảm cân giảm mỡ thực chất chủ yếu là sửa chữa vấn đề về insulin. Bất cứ điều gì giúp cải thiện độ nhạy của insulin sẽ hỗ trợ giảm cân. Đó không phải là uống các loại thực phẩm bổ sung quá cao siêu mà là những cái loại đồ uống giúp tăng cường độ nhạy của insulin. Em Mai sẽ giới thiệu cho bạn hai loại trà. Số 1 Trà mate có hiệu quả giúp cải thiện độ nhạy của insulin và trà xanh, cả hai loại trà này đều được khuyến nghị sử dụng khi thực hành nhịn ăn gián đoạn vì không có đường và giàu chất chống oxy hóa. Có một thứ khác không phải là trà nhưng cũng có thể giúp bạn, đấy là dấm táo. Bạn có thể sử dụng một thìa cà phê hoặc một thìa canh giấm táo pha loãng trong nước Bạn có thể uống qua ống hút nếu bạn lo lắng về răng Bạn có thể thêm một ít nước chanh hoặc là trộn cả quả chanh với giấm táo rồi uống Điều này cũng có hữu ích Nhưng nếu bạn gặp vấn đề về dạ dày, cần lưu ý về vấn đề này trước khi sử dụng nhé Số 4, sự nhất quán và kiên định Nếu bạn cân mỗi ngày, bạn sẽ không thấy nhiều thay đổi và có thể nản lòng Chính vì vậy khi bắt đầu, bạn hãy chụp ảnh bản thân mình Tốt nhất là ba góc trước sau ngang không cần chia sẻ với ai và chụp lại sau 2 tuần hoặc thậm chí tốt hơn là một tháng để thấy sự thay đổi rõ rệt. Bạn phải nhận thức rằng vấn đề tăng cân hoặc tích mỡ đã tồn tại từ lâu và cần thời gian để giải quyết. Trong quá trình này, bạn có thể thấy chán nản nếu không thấy kết quả, nhưng hãy nhớ rằng nó đang có tác dụng. Một trong những cái chỉ số tốt nhất để biết nó hiệu quả là cảm giác thèm ăn và thèm ngọt của bạn sẽ biến mất. Hãy tập trung vào điều đó, cũng như việc quần áo rộng hơn, tâm trạng và năng lượng của bạn cải thiện hơn chứ không phải chỉ đơn thuần là giảm cân. Mục tiêu chính là trở nên khỏe mạnh trước, sau đó mới giảm cân chứ không phải là ngược lại. Cơ thể coi cái lượng mỡ dư thừa như một cái cơ chế sinh tồn và cơ thể không muốn loại bỏ phương tiện sinh tồn nên bạn cần tập trung vào việc làm cho cơ thể trở nên khỏe mạnh, trong đó một phần quan trọng là sửa chữa vấn đề về insulin. Điều này đòi hỏi sự kiên định nếu bạn thực hiện chế độ ăn uống không đều đặn, kết quả sẽ không như mong đợi Bạn cần thực sự quyết tâm và làm đúng cách Để bạn dễ dàng áp dụng đúng cách, em Mai đã tạo ra một cuốn tài liệu ebook miễn phí Hướng dẫn chi tiết về nhịn ăn gián đoạn để bạn dễ dàng áp dụng Bạn có thể tải tài liệu và áp dụng theo đường link tài liệu em Mai để ở dưới phần mô tả nhé Mẹo số 5 Kết hợp chế độ ăn đầy đủ, không kiêng khen theo quy tắc bàn tay cùng với nhịn ăn gián đoạn Tại sao bạn nên áp dụng điều này? Bởi vì cả hai nó sẽ bổ sung cho nhau, nhịn ăn gián đoạn rất tốt. Tuy nhiên hiệu quả của nó sẽ tăng gấp nhiều lần nếu như bạn có một cái chế độ ăn phù hợp. Đó là lý do tại sao nhịn ăn gián đoạn kết hợp với quy tắc dinh dưỡng bàn tay là vô cùng dễ dàng để bạn có thể bắt đầu. Nếu bạn nhịn ăn gián đoạn mà vẫn ăn những cái đồ ăn nhiều cáp, ít đạm, ít sơ thì bạn đừng mong đợi kết quả tốt trừ khi trao đổi chất của bạn đã rất tốt và bạn chưa tạo ra kháng insulin. Điều này khá là hiếm. Hầu hết mọi người đều có kháng insulin nhưng không biết vì bác sĩ của họ không bao giờ làm xét nghiệm hoặc đánh giá mức insulin lúc đói, họ chỉ nhìn vào mức đường huyết. Quy tắc bàn tay mà em may nhắc tới là của một tiến sĩ hàng đầu về tiểu đường chia sẻ giúp mọi người áp dụng ăn uống dễ dàng hơn, ăn đủ chất xơ, đạm, tinh bột, chất béo tốt mà không cần phải tính toán calo. Mẹo số 6, chuyển từ ăn 3 bữa một ngày sang ăn 2 bữa một ngày Điều này mang lại cho chúng ta thời gian nhịn ăn dài hơn, giúp gan tái tạo, hệ tiêu hóa được đặt lại và cơ thể trở thành máy đốt mỡ hiệu quả. Bạn có thể bắt đầu từ việc nhịn ăn 12 giờ, sau đó nâng lên 16 giờ, 18 giờ hoặc 20 giờ. Quan trọng là khi bạn áp dụng bất kỳ phương pháp nào, việc lắng nghe cơ thể là điều quan trọng. Khi cơ thể của bạn khỏe mạnh, bạn là người cảm nhận được rõ nhất. Chính vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể và kiểm tra sức khỏe định kỳ giống em Mai mỗi 3 tháng một lần em Mai lại kiểm tra xét nghiệm máu để biết cơ thể mình có đang biến đổi gì bất thường hay không. Và video này xin dừng ở đây. Nếu bạn thấy hữu ích đừng quên nhấn like và subscribe kênh em Mai nhé.